Tháo di dời lắp đặt thuê vải cho câu lạc bộ Pizza 4 bàn tại Bình Sơn. Thiên Phúc cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo trì với giá cả cạnh tranh nhất. Thay vải bằng Pizza, thay băng Pizza, bào lại thông số băng để bi chạy đúng mức số. Cân chỉnh bằng Pizza, thay đổi mẫu mã kiểu dáng, sơn bằng Pizza làm mới lại bàn, thay đá làm đá tiêu chuẩn. Di dời và lắp đặt vận chuyển bàn. Hãy chọn lựa mua bàn và các dịch vụ bảo dưỡng bàn cùng phụ kiện từ Thiên Phúc. Chọn Thiên Phúc là chọn chữ phúc, may mắn, tài lộc, thịnh vượng và an tâm chất lượng.